Và bây giờ cha xin mời mọi người chúng ta đứng lên đọc kinh rồi cảm ơn Chúa nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cứu xin Chúa sáng soi. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ vậy. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con kết thúc một ca bệnh nan y, ung thư đại tràng, di căn gan. Ca bệnh này rất là đặc biệt. Thứ nhất là bệnh nhân đã mổ và cắt cái ruột và đi ỉa ở bên ngoài. Cha không ai quen dùng đi ỉa chứ đi đại tiện cha không hiểu nha. Thì nguyên tắc của ca này là khoa học của bên Mỹ đã chặn, không chịu nổi. Thế thì chú cũng biết là khả năng của thế giới nó rộng như vậy, trình độ như vậy mà nó chữa không được thì khả năng của chúng con họ thể hơn họ được. Nói trắng ra là tụi con không bao giờ bằng họ. Nhưng mà tại sao cái anh Lê Hoàng Hải này được hết bệnh? Có ba điều chúng con ghi nhớ. Thứ nhất là chúng con tin tưởng vào niềm tin của chúng con là Thượng Đế đã an bài cho chúng con làm chuyện này. Thứ hai, chúng con đã tin tưởng vào bệnh nhân, đã tin vào Thượng Đế sẽ chúc phúc cho họ. Thứ ba, có lẽ anh Hải này Chúa cũng muốn giữ anh lại để làm gì đó cho Chúa ở trần gian này. Thì chúng con là những người hèn mọn ở dưới đất này, những người ở dưới đất này thì hàng tỷ người, 7-8 tỷ người. Trước mặt Chúa thì chúng con là số không, cũng giống như là chúng con đứng rồi đàn kiến nó nằm nó bò dưới đất, hàng tỷ tỷ con kiến chúng con vẫn coi nó là số không, chúng con không thấy con kiến nó là số một. Vậy thì chúng con đặt mình trước Chúa thì chúng con vậy là một con kiến thôi, không có phải là một con người. Một con kiến nhưng mà con kiến này được Chúa dựng lên. Thế thì khi chúng con làm đúng lời của Chúa Cha đã dạy thì Chúa Cha sẽ chúc phúc cho chúng con. Cũng như một đàn kiến như vậy, nếu nó đừng cắn chúng con thì chúng con cũng sẽ để yên cho nó sống. Mà nếu nó cắn chúng con thì thế nào chúng con nổi điên lên chúng con cũng sẽ dẹp nó. Thì chúng con cũng vậy. Nếu chúng con mà sống tốt thì Chúa sẽ chúc phúc. Mà chúng con sống lộn xộn thì tự động chúng con đi chết chứ không phải Chúa nổi điên lên Chúa dẹp chúng con. Mà con kiến nó cắn chúng con thì chúng con nổi điên lên dẹp đó. Mà chúng con quậy lên thì Chúa không nổi điên dẹp. Mà tự nhiên chúng con quậy lên thì cái điên đó sẽ dẹp chúng con. Thế thì ông Hoàng Hải này ông sẽ, ông ở dưới trần gian này ông không dám nổi điên. Cho nên hôm nay Chúa chúc phúc cho ông được thành công. Chúng con rất là vui mừng hân hoan. Một người anh em của chúng con được sống lại. Sống là hiển dinh chứ không phải là sống lại để chờ chết. Mà sống lại để tiếp tục lo lắng cho vợ con như những ngày tháng chưa bệnh. Đây là cái hồng phúc rất là lớn mà Chúa chúc phúc cho ông Nguyễn Hoàng Hải này. Tuy mặc dù ông này không có theo Chúa ở trần gian, ông theo đạo nào thì con không biết, nhưng mà chắc chắn là ông không có theo đạo Chúa, không theo đạo Công giáo. Nhưng mà con là linh mục của đạo Công giáo thì con cũng phải trình bày với Chúa về ổng để Chúa nghe được cái lòng của ổng như vậy. Con mong rằng Chúa sẽ gìn giữ ổng trong những năm tháng sắp tới ở bên Mỹ. Và con cũng ước mong rằng ông Lê Hoàng Hải này sẽ sống đẹp lòng Chúa để những năm tháng ở bên Mỹ ông sẽ làm được nhiều điều tốt lành hơn cho đất nước Mỹ của ông và cho con cái của ông bên Mỹ, cho vợ con của ông bên Mỹ. Đó là cái điều chúng con mong mỏi. Chúng con cũng cảm ơn Chúa đã chúc phúc cho chính quyền địa phương của chúng con ở đây, rồi chúc phúc cho ban diện chẩn, các thầy chăm sóc sức khỏe hỗ trợ bệnh nhân nan y. Chúng con cũng cảm ơn Chúa là trong phòng mạch này còn mười mấy ca bệnh, nghe các thầy thông báo là cũng sẽ sắp ra viện nữa. Thật ra chúng con ngạc nhiên quá, không biết hết kiểu gì kỳ vậy. Nó ung thư ở chỗ khác biển nó đi chết mà gì đây nó hết, thấy vậy không? Không biết Chúa làm gì kỳ quá. Cho nên chúng con cầu xin Chúa
Nếu mà Chúa làm được điều này, Chúa hãy làm tiếp. Điều trước tiên là bản thân con là linh mục. À, trước mặt thế gian thì con là linh mục, con là nhà nghiên cứu. Nhưng mà trước mặt Chúa con là số 0, không có chức vụ gì hết. Con cầu xin Chúa cho con có cơ hội để làm chứng cho tất cả những anh em ở dưới đất này. À, bằng cách là con ăn cây cỏ mà hạt giống, buông bỏ của cải vật chất, yêu thương để cho không. Đó là cái mong mỏi của con, xin Chúa cho con được làm chứng điều này. Để tất cả những ai ở dưới thế này mà biết được cái điều này, hy vọng họ sẽ quay đầu trở về với Chúa với con đường 7 chữ vàng để họ cũng được sống hạnh phúc là. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi xuống nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay ha. Cũng như lần trước, cách đây là khoảng 10 ngày, Cha có ra diện 5K. Thì không biết là 5K này là ca của cô Thảo Phạm có trống không? Cô về rồi ha. Vậy thì hiện nay chúng ta, lần trước cách đây 10 ngày chúng ta ra 5K thì còn một ca đang ở lại đây. Tuy rằng xuất viện rồi nhưng mà vẫn chưa có cơ hội về nhà, ở lại đây một tuần. Thì ca này ở lại đây một tuần thì không có uống thuốc nữa, nhưng mà ca này vẫn bình khỏe mạnh bình thường. Chút nữa cha có thể mời ông đang ngủ. Không, ông ngủ đi. Rồi chút nữa cha mời ông ra đây được không? Bà về luôn. Tại à, ý cha nói chút nữa cha mời ông ra đây được không? Dạ được. À, ông đi nổi ha. Dạ đi nổi. À, khỏe bệnh rồi, khỏe mạnh rồi đi nổi nó dạ. Kỳ dữ lắm à. Cũng chân cũng vẫn yếu, hồi xưa giờ vẫn yếu. Rồi. Bây giờ trước tiên là cha chúc mừng anh Hải. Ha, gọi mừng anh Hải cho nó trẻ nha. Rồi. À, cha chúc mừng anh Hải là bởi vì bản chất của anh là ung thư đại tràng ha. Ung thư đại tràng nói thẳng một câu là ung thư cái gì? Ruột già. Ruột già đi, đại gì đây ai hiểu không? Mấy người già như cha, dốt như cha đâu hiểu đại là gì. Tóm lại là mày ung thư cái ruột già. Đúng chưa? Nói rõ. Cái ruột già mày hư rồi. Rồi mày đem lên bệnh viện nó cắt bỏ rồi ha. Sau đó di căn qua cái lá gan, mà cái u gan này nó tới 50cm rồi. Có nghĩa là 50cm là có thể nó bằng hột dịch. Cái khối u trong cái lá gan nó sẽ nó bằng cái trứng dịch rồi. Cha nói đúng không? Bằng trứng dịch rồi. Mà sau một thời gian điều trị thì bác sĩ cho anh thấy rằng là anh đã giảm được 80%. Và đến ngày hôm nay là kết quả là anh hoàn toàn không có bị ung thư gan và không có bị ung thư ruột già. Vậy thôi còn gì nữa là bạn phải không nè? À, thì hơn ai hết là chính anh mới là người biết sức khỏe của anh nha. Chứ còn ở đây thì cha và mọi người cũng là hàng lâm thôi. Hàng lâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là trên lý thuyết, trên máy móc, trên công nghệ thôi. Nhưng mà hàng lâm có nghĩa là chính là thực nghiệm, tức là chính anh biết sức khỏe của anh ở mức độ nào. Còn các thầy ở đây là chỉ là hàng lâm. Hàng lâm có nghĩa là giấy nói anh hết bệnh nè, là chúng tôi sẽ nói hết bệnh. Nhưng để mà máy móc nói anh hết bệnh thì nó đã qua quá nhiều thập kỷ để nghiên cứu, quá nhiều chục năm, quá nhiều trăm năm, quá nhiều thế kỷ để nghiên cứu ra được cái máy đó nó nói anh hết bệnh. Tuy rằng nó là hàng lâm nhưng mà nó vẫn là thực nghiệm, vì nó đã qua quá nhiều thế kỷ để làm ra được cái máy đó để nói anh là người hết bệnh. Nhưng cũng vẫn là hàng lâm, cũng vẫn là lý thuyết. Còn chính anh mới biết anh là người lý thuyết hay là hàng lâm, đúng không nè? Vậy thì bây giờ cha mời ông cụ 88 tuổi đến đây được không? Dạ. À, con dẫn ba con đến đây các. Đó, đó là thực nghiệm đó, chứ không phải là hàng lâm. Đó là thực nghiệm là ông cụ này đã ra viện cách đây một tuần lễ nhưng mà chưa có cơ hội về quê. Còn ở đây chờ vợ chữa bệnh cho xong. Thì một tuần vừa qua thì ông cụ này không uống miếng thuốc nào hết. Thì ông cụ này vẫn khỏe như thường, thì đó là thực nghiệm. Đây là kết quả thực nghiệm cho anh thấy.
tối ngày hôm qua thầy Thanh đến chữa bệnh đó, tối ngày hôm qua là thầy Thanh đến khảo sát bệnh nhân là 6 giờ tối đó, ai là người đau nhất, ai là người bị đau nhiều nhất hả? Tối qua đó ai là người bị đau? Con bị đau hả? Rồi ai đau nữa? Con đau nữa? Ai đau nữa? Con đau nữa? Trời, để ông Liên mình chứ. Cho mượn tiếp cái này ha. Ngồi đỡ, đứng đỡ cũng được, không sao không? Mình đứng đỡ 10 phút thôi nhé. Ông ơi, ông ngồi đây đi ông. Đó. Rồi, mời ông ngồi đó nha. 88 tuổi rồi đó. Rồi, bây giờ cha nói là, nãy giờ cha nói là các thầy công nghệ đều là hàng lâm. Hàng lâm có nghĩa là lý thuyết á, chứ không có thực nghiệm. Bây giờ thực nghiệm nè. Cái hồ sơ ba con còn đây không? Dạ, em nó túng về hết rồi không? Chút nữa nó mang lên đó. À, tức là hồ sơ túng về nó để cho mọi người coi. À, đây, ê, ông đây, già bà đây. À, không, bà thì cha không nhờ ngồi đây. Bà thì chắc không nhờ. Bà đâu phải ung thư đâu. Tiểu đường thôi, bệnh nhỏ đâu bàn tới. Đây là ông già này, con nói cho cha nghe coi. Nè nè, con nói cho cha nghe coi, ba con ngày vô là ba con bệnh gì? Ba con bị ung thư thực quản. Nó di căn xuống thận, xuống gan. Nói chung là tràn nổ bụng luôn rồi. Là coi như các bác sĩ ở trên thành phố nói làm sao? Các bác sĩ trên thành phố nói thôi mang ông về, ông muốn gì chiều ông đi. Là coi như trời chết. Thì con cứ nói thẳng vấn đề đúng không? Nhưng con mà... không dám nói chết, tại ba con sống mà. À, nhưng mà làm sao con biết ở đây mà con đem tới đây? À, em con nó bức xúc quá, thấy ba đau quá. Ba cứ có người lại coi như là thuốc giảm đau là không xi nhê gì cả. Thế là nó lên mạng thì nó thấy có cái nick của cha. Và cái nó đi xuống mùng 4 Tết. Tết mình á, cái ta á, là xuống đây đến nhà cha thì cha cũng giống như có thử thách ấy. Em con không gặp được cha cũng hơi thất vọng. Cũng buồn. Thế nhưng mà này may là gặp được thầy Thanh. Thầy cho liên lạc được với thầy Thanh. Thầy Thanh bảo bây giờ hãy về nhà làm đúng cái thủ tục mà cha muốn, cha muốn, cha yêu cầu để chấp nhận cho ông lên đây điều trị. Thì về nhà chị em là coi như làm mọi cái mối quan hệ, coi như là đi mượn Tết mà ai cũng về quê hết trơn, thậm chí ông hội chứ thập ông chủ tịch hội đông y của em á, trong em nó có làm trong đó ban chấp hành đó. Thì ông phải lên coi như 7 giờ tối ông mới lên trên thành phố Hồ Chí Minh từ quê lên. Rồi đến 3 giờ khuya là cả nhà em là đến rước ông đi xuống đây luôn. Là may là gặp cha là cha nhận luôn. Thế là coi như mình đã có một cái hy vọng rất là lớn rồi. Rồi cái chữa đây thì em là người đầu tiên. Mình cũng là bên Tây Y, cũng hiểu biết chút đỉnh. Mình phải trực tiếp. Cụ thể là chức vụ gì bên Tây Y? Nói chung là về điều dưỡng. Điều dưỡng. À, với cũng có y tá nữa. Mình có học qua, nói chung là có học, có bằng cấp. Rồi cái mình cũng lo. Thì ở đây với ông tuần đầu tiên là mới tới ngày thứ ba. Sang ngày thứ ba thôi là ông sau khi uống được 2 ngày thuốc, đến ngày thứ ba là ông ói ra. Nói thật bây giờ nói ra mình không dám nói. Ốc nó nổi lên. Tại vì là ông không ăn được cháo. Mà ăn được có vài muỗng nước cháo thôi. Mà sao ông ói ra một gần một bô luôn. Bô. Mà toàn là giống như là cái chất mà cặn bã. Cái cống mà nó tắc. Rồi nó bị bể ra như thế. Nó chết bệnh rồi máu rồi mình cảm giác là có máu có mụn, mình không dám nhìn kỹ, nhưng mà mình tại vì trong ngành thì mình biết là phải quan sát để báo với các thầy, thì mình cũng quan sát như thế. Thầy Thanh còn trách là sao không chụp hình lại, quên đi cái vụ đó.
vội vàng đi, mau mau đi đổ đi để cho ảnh không ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nên là thôi bây giờ mình là người nhà, mình trực tiếp và điều trị chăm sóc ông đến giờ là đã khỏi rồi, đã coi như 99% rồi đó. Thì thôi mình mong tất cả những người nhà vì tình thương yêu, vì ruột thịt, vì máu mủ, vì công sức của các cha các thầy, cố gắng hết sức để động viên cái người bệnh. Tại người bệnh cái tinh thần ta yếu hơn mình, mình phải vững vàng đó. Nút mạnh cũng có mà nút nhẹ cũng có, vậy năng nề cũng có mà cương quyết cũng phải có. Nhất là ăn cháo nano, ăn thật nhiều càng tốt. Ông thì cho đến giờ là chưa ăn được cháo đặc, chỉ ăn nước cháo là chủ yếu. Về nhà mình cũng phải tiếp tục như thầy Thanh có dặn là 3 tháng sau vẫn tiếp tục là ăn cháo nano, rồi sau đó mới đi kiểm tra thứ, rồi mới ăn rau, xay rau thêm cho ông. Tại cái tuổi của ông là quá lớn rồi, nên là chỉ có cái bộ máy tiêu hóa của ông nó yếu rồi, mình phải cố gắng mình tận dụng cái này. Nhưng mà theo con thấy nếu mà ăn với tư thế này thì ông sẽ khỏe chứ. Dạ. Nếu mà cho ăn thịt bò thịt heo chắc không khỏe đâu. Dạ con nghĩ là như con nghĩ là như vậy. Con chắc chắn là như thì thế con luôn. Con nghĩ rằng con sẽ cho ông ăn cái gì sắp tới những ngày gì nào. À, thì con vẫn cho ông ăn cháo nano, con vừa nói là 3 tháng sau. Ừ. Ông vẫn tiếp tục ăn cháo nano cho đến 3 tháng sau con sẽ tụi con sẽ đưa ông đi đến bệnh viện kiểm tra, nếu mà sức khỏe như thế nào sẽ báo về cho các thầy, cho cha, cho các thầy. Con đứng ngay chỗ này cho kể cho con một câu chuyện trong Kinh Thánh. Là tự con về quyết định cho ông ăn cái gì nha. Cha kể câu chuyện vui thôi, chứ câu chuyện này không cần con phải học hỏi. Nhưng mà cha kể để con có học được cái gì thì con áp dụng cho ba con. Còn nếu con không học được gì thì sao, không sao cả. Tại vì con sẽ cho ba con ăn cháo 3 tháng sau, rồi con sẽ đem tới bác sĩ kiểm tra rồi về cho bò. Đại khái là như vậy, đại khái là như vậy đi. Rồi cha kể cho con nghe câu chuyện này. Ngày xưa ông nghe dông và bà già ở trong giường địa đàng. Khi mà Chúa cho hai ông bà một cái giường địa đàng là muốn ăn cái gì, ăn các thứ trong giường địa đàng, sống thoải mái. Thế thì ông bà già bà đã cãi lại lệnh Chúa là ăn trái cấm. Ăn trái cấm có nghĩa là ăn cái con động vật. Mà Chúa nói rõ trong giường địa đàng nó có một cái trái cấm là cái cây biết lành dữ. Bây giờ cha nói con nghe nè, mực. Đứng lên kìa, mực. Đây là con mực của cha nè. Đó, đứng lên, bẻ bên. Nó biết lành biết dữ không? Nó biết lành biết dữ không? Con, cha kêu nó lại cha, mà giờ cha đang cuộn dây, cha xích cổ nó chạy không? Chạy chứ. Khi cha cầm cái dao lại, cha để vô cổ nó chạy không? Nó sợ gì? Vậy là nó biết dữ không? Khi cha cầm cái dao lại nó biết dữ không? Bây giờ cha kêu nó ngoắt đuôi nè, nó biết lành hay dữ? Mực, biết không? À, bây giờ cha kiếm cái cây cho quýnh đó. Đấy, đi. Mà nó chạy ha. Thế thì ngày xưa ở trong giường địa đàng, Chúa cấm không cho hai ông bà ăn cái trái biết lành dữ, ăn cái cây biết lành dữ. Đó là con động vật. Nhưng mà bà già bà cứ cãi là bà ăn, do ma quỷ nó dụ dỗ bà. Bà ăn đi, bà sẽ sáng mắt ra. Mắt bà sẽ sáng ra, bà tức khắc bà sẽ được bằng Chúa liền. Thế thì bà thích cái vụ ăn đi sáng mắt ra. Ăn sáng mắt thiệt không? Ăn sáng mắt cái chỗ ăn ra thấy mình phạm tội. Ăn ra thấy mình phạm tội, ăn ra không thấy mình thánh thiện nữa. Thì từ dạo đó Đức Chúa Trời mới cấm ông Ai Dông là không được ăn cây cỏ mai hạt giống, mà phải ăn cỏ xanh. Cỏ xanh là cỏ của động vật ăn. Từ chỗ đó Chúa không cho Ai Dông Ai Già ăn động vật, ăn trái cây, ăn cỏ, ăn các thứ gì, cấm hết, mà mày phải ăn cỏ xanh, mày mới được sống. Thế thì ba con như thế này nè, áp dụng lại nè. Ngày xưa ba con còn khỏe, ba con ăn đủ loại hết, không muốn ăn cái gì cũng ăn. Đến khi mà cơ thể ông bị ung thư là bị phạt nha. Cơ thể ổng nó phạt ổng, lục phủ ngũ tạng nó phạt ổng. Bây giờ nếu ông ăn thịt bò vô ông tiêu không? Tiêu quá không? Ăn thịt bò vô nó tiêu hóa không? Tiêu. Ăn thịt heo vô tiêu hóa không? Tiêu. Ăn cháo vô tiêu hóa không? Tiêu. Ăn cháo nano vô có tiêu hóa không? Tiêu. Vậy rõ ràng là ông Ai Dông bị cấm ăn tất cả mà ăn cỏ. Cỏ xanh. Vì nếu ông Ai Dông ăn cái thứ khác vô nó không tiêu hóa, mà ăn cỏ xanh mới được sống.
Thế thì bây giờ con, nếu con đưa bay con về mà ăn động vật vô là không tiêu hóa, mà ăn cháo nano là tiêu tiêu hóa, vậy là ba con đã bị cấm rồi đó con. Tự cơ thể không cấm không ăn thì con cũng vậy á, con cũng vậy đó. Cho nên mãn đời của ông ăn cháo nano là ông sẽ sống lại. Cha cha đang kể câu chuyện đó cho con nghe thì con áp dụng được gì quyền con, nhưng mà cha biết chắc một điều là cái cơ thể của ba con đã cấm ba con ăn hết. Nếu ông ăn bất kỳ một chất nào vô nó đều không tiêu hóa, mà nếu ông ăn cháo nano vô nhất định tiêu hóa, ông sẽ sống hoài. Tại vì cơ thể ông nó bị, nó phạt ông rồi. Ba có nghe không? Có nghe con nói không? Ông có nghe con nói không? Ông hiểu điều con nói không? Về mừng cho ông đó. Thì cha đang nói đây thì cha cũng nói luôn cho tất cả những người mà ăn đang là bệnh ha. Còn nếu anh đang là người khỏe, anh ăn cây cỏ mà hạt giống, đó là thức ăn của anh. Mà khi anh đã ung thư rồi là anh ăn cái gì vô nó cũng không tiêu hóa. Tại vì cơ thể anh bị ung thư, nó không tạo ra 8 cái chất cho mình. Mà cháo nano nó mới tạo ra 8 cái chất mà khi cơ thể ung thư không tạo ra được. Mà khi con ăn cháo nano vô thì 8 cái chất trong cháo nó sẽ giúp cho cơ thể con tiêu hóa. Còn nếu con về con cho con ăn động vật là không tiêu hóa. Mà không tiêu hóa thì dẫn đến cái cái chất. Phải chưa nè? Đó là cha kể một câu chuyện vui như vậy thì con tự học được cái gì học. Nha, chứ cha không phải kể ra là buộc con phải như thế. Thực ra trong lòng con nghĩ là ví dụ như cho con sẽ ăn cháo 3 tháng xong rồi cái mình thêm rau xanh, thêm những cái vitamin khác vô xay ra thôi thì có thể cái cơ thể ông sẽ khỏe lại nhanh hơn. Nhưng mà con hiểu là như thế, nhưng mà cha đã nói với con rằng là cơ thể ông nó bị cấm rồi, dù rau xanh nó cũng cấm ông ăn. Đâu phải nói rau xanh mình ăn là tốt đâu, có những loại rau con ăn vô nó không tiêu à. Phải vậy không? Có những bây giờ con cho ông, con sai ông uống củ cải gì, củ rốt, củ cà rốt đi. Con sai cho ông uống coi chừng là nó nghẹt, nó không tiêu quá đó con, chứ con đừng giỡn với nó, là đừng giỡn với củ cà rốt nha, không giỡn được. Thì con muốn ba con sống tiếp, con phải cho ăn cháo nên luôn. Vì cơ lục phủ ngũ tạng của ba con nó phạt ổng, nó ăn được. Mà hồi nãy cha nói trong vườn địa đàng đó, chú phạt ông Ngay Dông là ăn cỏ, ăn cỏ xanh nó mới tiêu hóa, còn như ăn cái khác nó không tiêu hóa nữa. Đó là một câu chuyện cha kể cho con. Thì tự động con hiểu được. Con đừng nghĩ rằng củ cà rốt con sai cho uống, hay là rau má hay lá thúi địch con sai cho uống, vân vân. Hơn nè, chưa chắc sai đó ông muốn vô ông tiêu hóa mà bị ông đặt cấm. Và cha đã nghiên cứu tới cái nút đó đó. Giống như là con đi từ đây tới nóc nhà, con nghiên cứu tới cái cây đó, cha nghiên cứu qua cái nóc nhà rồi. Dạ. Thì cha mới thấy là cơ thể này bị phạt. Cái cơ thể của ông nó phạt ông. Và chỉ có ăn cháo nano nó mới tiêu hóa. Dạ. Và trong cháo nano với một người ung thư nó sản sinh ra 8 chất. Còn trong rau củ quả nó không sản sinh ra. Dạ. Trong động vật nó không sản sinh ra, mà ăn vô là mình chết tới. Đó là con hiểu như vậy để con giúp ba con sống thêm dài hơn. Dạ. Nhưng mà đây cũng là một cái bí mật, đúng không? Đây là một cái bí mật mà người ta không nghiên cứu, người ta không biết. Yeah. Nha. Vì cha là nhà nghiên cứu thực nghiệm mà. Yeah. Cha mới biết được chỗ này. Và đúng lý ra cha nói cho con nghe là gặp người ngoài nghiên cứu người ta nói là phải hàng tỷ tỷ người ta mới nói. Tại vì người ta đâu khùng gì người ta nói chắc xám của người ta cho con biết. Không nè. Cha là ưu thương cho không mà. Thì bởi vậy. Rồi, vậy yeah, bây giờ ông ơi, ông nói cho con nghe coi. Trong một tuần qua ông không có uống thuốc mà cơ thể ông như thế nào? Trong một tuần qua tôi không uống thuốc nhưng mà không thể đau. Không thấy đau. Nhưng mà thấy nhẹ nhàng không? Ngủ được không? Được. Ăn được không? Ăn thì ăn được, nhưng mà cái chảo nó cũng nó gì mà nó cũng tính chất bạo hòa hay sao? Là thêm thứ khác. Thêm thứ khác. nhưng mà kiêng thứ thèm được không? À, cái thứ mình thèm mình kiêng được không? Không được, tôi từ đậu tránh tôi chứ. Đó. Nhưng mà ông nghĩ rằng ông về nhà ông sẽ ăn thứ gì, nói cho cha nghe coi. Về thì như cái phạt đồ của ta cho việc đây là đi về là còn tiếp tục uống cái ăn cái chảo nano đó. Thì
là mấy tháng sau chứ không, không, không phải ăn ăn vĩnh viễn đâu. Mấy tháng rồi vài ba tháng như đó thì rồi tiếp tục ăn thứ khác. Thì tôi nghĩ là với cái tuổi đời của tôi mà năm nay đã 88 rồi, cho sống 100 tuổi đi, thì tôi không có thể chống sống hòa bình và cái vi trùng ung thư đó đến 100 tuổi. Cho nên như là tôi về tôi thực hiện cái phác đồ đó. Phác đồ ông cháu Nano. Ông có vui không? Ông hết bệnh ông vui không? Ông có cảm nghĩ gì sau khi hết bệnh không? Nhưng tôi cảm thấy như tôi được sinh ra lên từ hải. Trời đất ơi. Nhưng mà cơ hội nào cho ông đến đây? Cái này là tôi điều trị cả cái bệnh viện trung ương mà ở trong thành phố đó. Là bệnh viện người ta giỏi lắm, Di Chợ Rẫy rồi là bệnh viện Thống Nhất. Nhưng mà người ta khuyên con cái tôi là không nói với tôi. Nếu mình nói con cái tôi là tôi đưa ông về, ông thích ăn cái gì thì cho ông ăn thôi. Có nghĩa là họ đầu hàng rồi. Nhưng mà tôi nghe nói như thế, nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi đấu tranh tôi sống để, nhưng mà rồi có người nó theo dõi trên mạng á. Để cái cơ sở này thì nó mới tới nó liên hệ với ta, gặp ta và liên hệ để xin vào triệu mình ở đây. Rồi khi ông xuống đây ông thấy cha và các thầy đối xử với ông như thế nào? Nói chung là cha và các thầy là đối xử với tôi rất tốt. Không có gì là làm khó dễ cho tôi cả. Rồi các cha và các thầy chữa bệnh cho ông thấy cha và các thầy hay không? Cái hay hay dở là tôi chưa có nói được. Câu đó để khẳng định trí tuệ ông còn thông minh. Đúng không? Mục đích cha hỏi câu đó để cho khảo sát cái trí tuệ của ông. Chứ không phải là hay dở gì đây. Hôm nay chữa bệnh thì chết em về cho ông sống vậy luôn. Hay dở gì đây đúng không? Nhưng mà cha muốn khảo sát bố con cái bộ não ông còn thông minh. Chứng tỏ là ông càng ông cháu là luôn càng thông minh. Thôi thì ông xuống tới đây rồi ông cảm giác ông được sinh lại một lần nữa đúng không? Vậy thì những ngày tháng ông về nhà ông sẽ làm sao? Tôi về tôi thực hiện cái phác đồ điều trị của ta đây để tôi sống kéo dài cái sự sống của tôi. Nhưng mà nói ai sống thì cũng không thể sống mãi được. Mà phải chết. Nhưng mà chết cái lúc nào? Chết cái lúc mà mình không có vướng mắc gì và không có bản thân tôi là tôi vì tôi là nói thật về thầy, tôi là đảng viên cộng sản cho nên gì tôi những cái mà mê tín gì đó là tôi không tin đâu. Mà tôi tới đây lúc đầu á là tôi nghe con tôi nó nói như thế và tôi tới đây á. Lúc đầu tôi chưa tin cái trường chữa của ta là lành rồi. Nhưng mà về sau vài tuần thì tôi thấy là người nó giảm đi. Tức là cái bụng nó đỡ đau rồi. Tuy rằng nó có phân bổ ra nhưng mà nó đỡ đau. Cái con trước đó đau lắm. Mà đau vào trong bệnh viện người ta toàn chích cái thuốc giảm đau thôi. Vậy là hôm nay ông tới đây là ông mừng vui rồi ha. Chúc ông về nhà mạnh khỏe, tiếp tục ăn cháo Nano theo phác đồ này để được kéo dài sự sống nữa nha. Thôi được rồi, cảm ơn gì nữa ha. Rồi rõ ràng là ông Lê Hoàng Hải thấy nè, ông Nguyễn Hoàng Hải thấy nè, là sau khi không cứ để ông ngồi nữa, không sao, cứ để ông ngồi. Sau khi cha đưa ông lên Sài Gòn để điều trị, điều trị đây đoạn thời gian đưa lên Sài Gòn điều trị thì bác sĩ xác nhận ông là hết bệnh. Thì cách đây một tuần ông ra viện, thì ông ở lại đây một tuần cho thấy trong tuần vừa qua ông không uống thuốc gì hết.
Rồi hôm nay ông ngồi ông nói như thế này là đây đây là thực thực nghiệm chứ không phải hàng lâm. Vậy thì ổng cũng là cái giấy này để xác nhận ổng hết bệnh, thì anh cũng là cái giấy này, thì anh nghĩ rằng ổng hết thì anh thì sao? Anh đâu thể nào không tin được, đúng không nè? Rồi bây giờ cha, hôm qua ai là người đau nhất? Cô Phượng ha. Rồi cha mời cô Phượng lên đây đi. Rồi cô ngồi đây cho hỏi nè. Bây giờ con thấy đó, cô này là cô người dân tộc Tày ha, Nông Thị Phượng. Ngày con vô đây là ông chủ tịch chữ thập đỏ nói rằng không biết con có vô được tới đây không, phải vậy không? Thế thì hôm nay sức khỏe con như thế nào? Sức khỏe của con hôm nay tốt rồi. Tức là con cảm nhận là con đã vượt qua cái chết chưa? Dạ rồi. Vượt qua rồi. Nhưng mà còn đau không? Dạ có. Tại sao đau vậy con? Tại ăn cháo nano vô là kiểu như là nghe thầy Thanh nói là kiểu dịch ở trong á thầy. Dịch ở trong mà giờ nó đang tiết ra, với lại giờ nó đau ở trong. Rõ ràng là con chưa có giấy chứng nhận này, con phải đau. Phải vậy không? Còn ông này không đau là nhờ có giấy này. Tức là ông này đã không đau là gì đã? Đã hết rồi. À, bà cũng hiểu đã hết rồi. Còn con còn đau là vì con chưa có cái giấy này. Dạ. Phải vậy không nè? Dạ đúng ạ. Dạ, ông Hải thấy rõ ràng không? Hai cái người này tự nhiên ông thực nghiệm được liền. Cái bà này còn đau là vì bà được chưa chứng nhận giấy này. Còn ông này hết đau là vì được chứng nhận giấy này. Hiểu. Vậy thì bản thân anh được chứng nhận giấy này thì anh sẽ giống bà này hay giống ông này? Giống ông. Bạn lên đây. Chú Năm thấy này thực nghiệm chưa? Anh Tám đồng ý không? Đó, bây giờ cha không cần nói. Anh Tám nói dài, anh Năm nói dài, chú Năm nói dài, cha nói dài, vô nghĩa lắm. Bây giờ cha thực nghiệm đây nè, đúng không? Bây giờ tự anh ngồi với hai người, một người lành, một người hết bệnh một tuần lễ rồi, một người đang bệnh, thì bà này bà nói bà đau. Bà đau là vì bà chưa có xác nhận giấy này. Phải không nè? Còn ông này, ông không đau là vì có giấy này. Vậy thì anh bây giờ đau hay không? Anh có giấy này, anh nghĩ anh sẽ giống bà này hay giống ông này? Giống ông cụ này. Nhưng mà thực tế bây giờ cơ thể ông sao, nói cho mọi người nghe coi nè. Trước là kính chào các tất cả mọi người bệnh nhân, bệnh nhân ở đây. Tôi thì cũng được cái hồng phúc được cha nhận và các thầy nhận để điều trị. Thì khi mới vô á thì cơ thể thì nó uể oải lắm. Nó tại vì bệnh mà. Thì sau thời gian đã điều trị thì bây giờ coi như là nó ngắn gọn cho cha thôi, là rất là khỏe. Rất khỏe là rất khỏe. Thì cũng nhờ là đi đúng phác đồ của cha đó, là ăn cháo nano và uống thuốc cây cỏ do cha tặng ở đây. Thì hôm nay cũng là cái ngày để con được ra viện. Thì cũng lời con xin kính rất là tạ ơn với cha, các thầy đã cho con về cái mạng sống. Con không nghĩ bao giờ con về đây là con sẽ được khỏe mạnh để trở về phần gia đình này. Con không bao giờ nghĩ được như vậy. Và chính gia đình con cũng thế. Mà hôm nay con được cái vinh hạnh này thì một cái hồng phúc của con rất nhiều. Thì con cũng biết sao ơn, con cũng cầu chúc cha Hero Nguyễn Văn Tường và các thầy, thầy Năm, thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tâm và các công sự của thầy được dồi dào sức khỏe và đầy đủ nghị lực và sức mạnh để tiếp tục cái con đường của cha đã đang làm, là yêu thương cho con. Thì con chỉ biết nói như thế thôi. Tại vì con rất muốn nói nhiều, nhưng mà thời gian thì chắc là cũng cha con rất là bận. Con chỉ khuyên một câu cho tất cả các bệnh nhân ở đây: ráng cố gắng, hãy thực hiện đúng pháp đồ do cha và các thầy đưa, là ăn cháo nano và uống thuốc cho nó đúng, đừng đi dở, thì tất cả các bệnh đến đây với cha đều được hết, cũng như tôi. Và xin cảm ơn cha. Rồi bây giờ là mọi người đây không nói nữa, mà mọi người đây đã chứng minh cho anh thấy rồi đó, phải không nè? Người bệnh đã ra viện một tuần lễ không uống thuốc hết, người đang uống thuốc đau, thì anh là người y như trong ba người này, nhưng mà chắc chắn là anh nhận kết quả này về anh sẽ khỏe y như ông này. Anh không còn đau đớn nữa, nhưng mà thực tế nhìn ông khỏe hơn ông này nữa.
đúng nè. Quên 88 tuổi. Chờ quên ông 88 tuổi, còn ông này mới nhiêu? 64 tuổi, ông nhỏ ông 20 tuổi đâu mà, cho nên đương nhiên ông về là ông quý vô cùng rồi. Vậy thì con cũng phải hiểu rằng tại sao người ta già như thế mà người ta đấu tranh. Hồi nãy ông nói là ông đấu tranh với phác đồ để ông được sống. Rồi ông này cũng khuyên mới thì là phải cố gắng theo phác đồ. Vậy thì con không theo thì con đi chết là vừa rồi. Không nè, đúng vậy không? Con có hứa với cha con ăn chay con ăn được không? Nhưng mà từ từ không ăn nha. Lần sau không được vô đây đâu. Những người đang trị bệnh cũng giống như người này. Để các ông Minh Đức làm sao cho mời ông Minh Đức lên đây coi. Đó bây giờ ông này là ông người Mỹ nè. Đó ông này ông qua đây, ông đứng đây. Ông này là ông người Mỹ. Bây giờ ngày hôm nay cha ký cho ông một cái bộ hồ sơ ông ôm về Mỹ, để có khi là ông làm được mọi thứ ở bên Mỹ về cái chuyện của ông. Thì ông thấy ông vui không? Ông là người ở bên Đức qua đang trị bệnh, thấy kết quả gì ông vui? Dạ, rất là thưa cha, rất là vui. Là con về đây thì nói chung là con đã tham khảo hết tất cả những cái băng video trên kênh YouTube của cha và đã tham khảo hết. Thì khi mà con ở cái bệnh viện ở Đức ấy, thì là cái bệnh viện đấy là cái bệnh viện lớn nhất ở, cũng là rất là lớn và rất là kỹ thuật cao. Thì khi mà trị cái khối u đấy thì đầu cái khối u gan thì bác sĩ có nói là nó chỉ bị có một cái chỗ đó thôi thì cắt cái chỗ đó đi, thì coi cái bên kia nó còn lành mạnh, thì là coi họ sẽ diệt được hết cái trứng đó. Thì con cũng thấy như vậy, thì lúc ấy con chưa biết về ở đây, chưa biết được. Thì là con cũng bảo thôi bây giờ nếu như vậy thì bắt buộc phải làm thôi, thì bắt buộc phải chịu. Là đến cái ngày 16 tháng 10 thì bắt đầu họ mổ, họ cắt một phần gan và cắt cả cái túi mật luôn. Thì lúc này là con nằm ở viện 13 ngày và họ đã hút dịch ra hết rồi. 13 ngày thì họ sẽ tháo chỉ và họ cho về nhà thì họ cho uống bốn loại thuốc. Thì là cho đến bây giờ vẫn uống bốn cái loại thuốc đó. Thì chỉ đến một tuần thì lại đi ra bác sĩ ở gần nhà đó, họ xét nghiệm máu mỗi tuần, ra xét nghiệm máu một lần. Thì sau cái một tháng thì nó đã giảm đi dần, và họ đã cho con đi cái bệnh viện điều dưỡng. Đi cái bệnh viện điều dưỡng một tháng thì tập thể dục. Lúc bấy vào tập thể dục đạp xe là chưa có đạp nổi, rồi cho đến lúc mà đạp được rồi chạy được đấy, tập thể dục các kiểu đạp được chạy được rồi là, nhưng mà họ ăn uống ở đấy thì họ cho ăn đủ thứ, kể cả thịt bò, thịt gà, cá, rồi nói chung là đủ các loại hết. Chúng ăn tắc tần tật. Thế là đến khi mà bệnh viện điều dưỡng sau một tháng thì quay về thì khám lại, đi xét nghiệm lại máu lại, thì bác sĩ trợn mắt lên, bác sĩ bảo lúc trước nó đã gần hết rồi, nó có 240 thôi, mà bây giờ như thế là cái đường huyết của cái trứng ung thư đó, thì bây giờ nó cái men gan thì nó hạ thấp hết rồi, nhưng mà cái trứng ung thư thì bây giờ nó tăng lên như thế là thành 860 thì con mới đi vào trong viện. Vào trong viện và lấy giấy xét nghiệm ở viện tiếp, thì viện nó bảo là bây giờ phải làm lại ở bệnh viện. Và nó đã lấy một cái đoạn dây, nó thông từ trích tiêm từ dưới này luồn cả một cái đoạn dây dài hơn một sợi này, luồn lên trên này và tiêm bốn cái loại ống thuốc đưa vào để chặn lại cái khối u, các cái khối u ở gan để cho khỏi di căn, tức là tạm thời chặn lại. Thì sau đó thì con thấy là đến ngày hôm sau xét nghiệm lại máu thì nó lên tới 2700, tức là ngày hôm trước có 860 thì nó tiêm cái thuốc đấy và chặn lại, và ngày hôm sau xét nghiệm thì nó lên tới 2700. Nó lên tốc độ như là chóng mặt luôn. Thế con mới bảo thôi thế này thì không được rồi, mà thực tế là thấy người nó đi không nổi nữa luôn, yếu lắm rồi, và đi không được nữa. Giờ con nói ngắn gọn là ngày hôm nay con như thế nào? Và sau đó thì con chỉ lo là không về được tới đây thôi. Thế đến khi trên đường về đấy thì con đã thầm nghĩ, đã kêu xin, đã thầm nghĩ là nay con trở về miền đất tái sinh. Thì đã về tới sân bay Sài Gòn là tới sân bay là coi là con mừng lắm rồi. Con bảo vẫn đi được như thế này là mừng lắm rồi. Thế con đã dặn đứa em gái là
khi mà anh tới sân bay thì cố gắng nấu cho anh một ít cháo xong mang ra đấy để cho anh ăn, để cho nó hồi sức. Bởi vì trên máy bay là anh không dám ăn cái đồ ở máy bay cho nên là có thể anh rất đói và kiệt sức. Thế nhưng mà ở trên máy bay ấy thì nó đói quá chịu không nổi, vẫn có phải ăn đồ của người ta. Đấy, để lấy sức đã, chứ không thì sợ kiệt sức quá. Thì khi mà xuống xuống thì con có tới đây ấy, thì là con mừng lắm rồi, con bảo vậy là mừng rồi. Thì chạy thoát được cái bệnh viện. Thứ nhất là khi mà con ở cái bệnh viện đó mà con đã quyết tâm về đây, tức là ở cái bệnh viện đó mà đã đi các nơi khác là hình như không còn chỗ nào hơn nữa rồi, là chỉ có ấy thôi, chỉ có chết thôi. Và nhưng mà con xác định về đây là con có một cái niềm tin vững chắc rồi. Con bảo về đây là miền đất tái sinh thật rồi. Hôm nay con thấy như thế nào? Hôm nay con thấy người con rất là thoải mái và cái bụng nó cũng đã xẹp đi và nó bớt đau. Cái bụng nó xẹp đi, nó xẹp hẳn xuống. Hôm trước là nó gồ méo hẳn cái bụng chỗ này lên. Còn hôm nay là nó xẹp xuống rồi. Mà cha nhìn thấy hình dạng của con như thế này là cha không bao giờ cha nghĩ con sẽ chết. Mà cha nghĩ con là sẽ khỏe lại. Cha mong rằng con sẽ khỏe sớm. Để con trở về bên Đức. Cái xứ của con là con sống cho tốt. Nhưng mà con nhớ con là con nay trở về miền đất tái sinh. Còn câu thứ hai nhớ nè. Con nay trở về về đường chính lý quang minh. Ăn cây cỏ mà hạt giống mới là đường chính lý quang minh. Muôn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngà nghiêng. Con ở bên Mỹ con ăn uống, con ở bên Đức con ăn âm mà muốn bao phen ngà nghiêng. Bước chân âm thầm, con trở về âm thầm đúng không? Có mình con về đúng không? Đây bến yêu thương tình đáp đền. Con trở về tới, con bước chân âm thầm từ bên Đức về tới Tân Sơn Nhất. Bước chân âm thầm, đây bến yêu thương tình đáp đền. Con về tới đây là về tới bến yêu. Con khỏe ra ràng phải không? Con cố gắng nghe con. Rồi còn một bà bên Tân Tây Lan nữa. Bà Tân Tây Lan là bà nào qua đây? Nay có ai nuôi bà không? Dạ có. Bà đứng đây. Bà Tân Tây Lan này bà là bị ung thư tá tràng. Rồi con ngồi. Bà đứng con ngồi. Con Đức ngồi đi. Đức Tây Mỹ đi. Mỗi tên nhỏ nhớ tên nhỏ Đức Tây Mỹ là thằng Tây nè. Tây này là đạo Công giáo. Nha. Nhưng mà cha là người. Ủa, cha thì đương nhiên là Công giáo rồi, phải là quên rồi. Nhưng mà cha rất là khó chịu với những ai mà sai 10 điều răn Đức Chúa Trời, cha khó chịu lắm. 10 điều răn Đức Chúa Trời, thứ nhất là thờ phượng Đức Chúa Trời, thứ hai là chớ kêu tên Đức Chúa Trời, thứ ba giữ ngày Chủ nhật, thứ bốn thảo kính cha mẹ, thứ năm địa vị thứ chớ với người, thứ sáu chớ làm sự gì vân vân, thứ tám chớ làm chứng. Nhưng mà bà này có một sai phạm chỗ này mà cha không muốn chữa bệnh. Cái sai phạm của bà chỗ là đáng lẽ bà là người từ Tân Tây Lan về đây thì mọi cha đã nhận bà thì cha sẽ có cách cứu bà, dù không có người nuôi cha vẫn có cách cứu. Nhưng mà bà không có người nuôi, bà tự động đi mướn người nuôi bà, phải vậy không? Mà các thầy cũng không hay biết gì hết. Đây là cái lỗi của bà nha. Đây là cái lỗi của bà. Mà nguyên tắc của cha thì trời về đường chính lý quang minh. Cha là chính lý quang minh, nắm sai là chặt đầu tại chỗ chứ không tha. Ngày qua con của bà điện cho cha là cha dẹp tại chỗ rồi đó. Bây giờ mọi người, vì cha là linh mục, cha phải có lòng từ bi. Bây giờ đứng trước đám đông này, mọi người có thể cứu bà không? Chứ nguyên tắc cha đuổi đó. Mọi người có ai ý kiến gì cho bà không? Vỗ tay. Đâu có vỗ tay mà ký, đâu vỗ tay mà chữa được con. Bà thì không có chuyện, cha không cho bà nói đấy. Bà đã sai. Bà đã sai thì cha không cho bà nói. Con người bệnh, bệnh thì binh đỡ người bệnh chỉ bình thường. Bây giờ có ai người là không bà con thân thuộc gì nói cha nghe được á, cha sẽ cứu bà. Bi đối với cha là linh mục mà trật một chữ thì cha không phải là linh mục, hiểu không? Cha không chịu sai. Bởi vì nếu cha sai là con cha sẽ sai hết, đúng không? Hôm nay mình sai chuyện nhỏ thôi, bắt đầu ngày mai bắt đầu nó xích ra chuyện lớn. Nếu cha sai cha không cứu được con đâu con.
nếu cha sai, con không cứu được ông, đúng không? Ông có công nhận chỗ này không? Nếu cha sai, cha không cứu con tới ngày hôm nay. Nếu cha sai, cha không cứu con tới ngày hôm nay. Đúng không? Cho nên, đối với ai thì cha không biết, nhưng đối với cha, một chấm một phẩy cha không được sai. Vì cha đang phục sinh con mà. Nếu cha sai, cha phục sinh được con không? Đúng không? Cho nên con hãy nhớ rằng, cuộc đời của cha, cha phải đưa cha vào một cái khung mà dù một chấm, một phẩy, một câu, một từ, một lời nói cha không được sai. Nếu như cha sai chẳng qua là cha vô ý, cha vô tình hay cha vô ý cha mới sai. Còn ngày nào cha còn tri tâm trí, cha còn khôn ngoan như thế này cha không được sai. Như thế cha mới cứu con được. Còn nếu cha sai cha không thể phục sinh con được. Đúng không? Hôm nay cha phục sinh con rồi đó, phục sinh ông rồi đó. Thì đương nhiên phải cha phải những cái đời sống của cha mà khi cha còn tỉnh táo đó, cha phải nghiêm chỉnh 100%. Còn nếu cha có trật cái gì đó thì đó là những lúc cha vô minh. Mà cái đó cái không phải cha muốn. Cái đó trời sẽ tha thứ cho cha. Cái đó trời sẽ tha thứ cho cha. Và con nhớ rằng cha phục sinh được con là vì cha tha thứ cho con động vật. Cha tha thứ cho nó, cho nên nó sẽ tạo điều kiện để cha cứu được con. Vậy thì bây giờ ai là người đứng ra có ý kiến giúp bà này, cha sẽ cứu lại liền. Bây giờ bà có người nuôi rồi đó. À, rồi, con ý kiến cho. Con không được, con nằm trong cái ban mà gọi là con mà có ý kiến không cứu bà này nữa là thôi chết. Trời quá. Bây giờ có một người cha đề nghị thôi, đó là ông trưởng ban nhân dân ấp Vùng Lớn. Này, xin mời ông cho ý kiến đi. Rồi. Thưa cha, thưa đâu Nguyễn Tường, thì đúng là làm người ai cũng có sai, mà đúng là cái chị này ở Tân Tây Lan, Tân Tây Lan, tức là hoàn cảnh của chị thấy cũng tức là cái vất vả, tức là có đứa con à, chị cũng tâm tình hoài nói tôi, mà có đúng là chị không ngờ đó, chị là cái phân tích là chị thấy chị sai, chị nghĩ rằng là về Việt Nam bây giờ là thay ai cũng được, thấy khỏe, thấy ngày nay cũng giảm dần, chị thấy vậy mà. Ngày nay bởi linh mục là phân tách, chị thấy là chị đó nó đúng là ăn năn. Tôi nghĩ rằng bây giờ cái cuộc đời của chị thì chị hôm nay chị cũng buồn, mà cái bây giờ đó nếu một khi mà về Tân Tây Lan rồi cuộc đời chị cũng vĩnh viễn là ra đi luôn, ra đi rồi ung thư mà. Thôi ngắn gọn thấy thôi, với linh mục thì đúng là bây giờ là nguyên tắc mình là chứng khừ đó, nguyên tắc để làm gì, nguyên tắc để là giữ nguyên tắc đáng để tiền đừng cho hết, mọi người phải là tuân thủ theo nguyên tắc đó. Mà cái chị là Tân Tây Lan này nghĩ rằng chị không ngờ được cái chuyện đó, chị nghĩ rằng cái chuyện là chị làm chị nói mà bữa phân tách này chị là ăn năn rồi, là thôi thì là một ráng cố gắng nhờ thầy chị tiếp cho chị cuộc đời còn lại cho chị ráng đó, mà bây giờ tuân thủ là tôi cũng khuyên chị ráng cố gắng làm sao giữ phát đồ này. Nếu một khi mà linh mục chấp nhận là chị trả lời thì ráng cố gắng làm sao. Bây giờ là đừng giả dối nữa, tức là hồi nãy chuyện qua tôi hỏi rõ là bây giờ bạn gì ruột không, cái người xuống thì chuyện qua đó thì chị nói bạn gì ruột, mà tôi hỏi bây giờ là xuyên suốt là coi như ở với chị không, nói chị hết bệnh không, là tôi có thể gọi dịp tôi gặp là linh mục Tường tôi nói chỉ là có ruột thôi, chắc là tôi cũng là coi như là giúp đỡ chị một lần, thứ như là chị ở nhà trọ tôi đây à, chứ trọ chị thấy cũng là coi như cái tội nghiệp chị, hoàn cảnh chị. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng cái chị mà đến đây là chị đến Dũng Hoa, chị phát biểu ít lời để coi như thế nào. Còn ý tôi, con là sao? Ý, con ở đây. À, à, dạ. Còn cái bà bệnh này không còn ý kiến nữa. Dạ. Này con cũng xin cha giúp đỡ, chứ bà chị con nó sai thiệt. Giúp đỡ kiểu gì? Dạ, giúp cho chị ở lại với chị bằng dâm. Cha nói cho con nghe nha. Em là em của chị. Em chấp nhận là nuôi chị, chừng nào chị hết, chị chạy về xứ. Lo cho con chị. Vậy thì cha sẽ tha cho bà một lần. Dạ. Nha. Con cảm ơn. Dạ. Chỉ một lần mà thôi. Dạ. Vĩnh viễn không tha nữa. Nhưng dạ, cha cũng nói cho chắc tất cả những người bệnh biết, bất kỳ ai mà qua mặt cha là đuổi tại chỗ nha. Chứ không, bởi vì cha là người phục sinh người chết. Nếu như cha mà đồng lõa với cái sai này thì cha cứu được người không?
cha không thể cứu được ai hết. Nói chung ra á, chị nghĩ là tôi ở dưới quê, tôi đi làm, thành thử là chị không có cho con hay. Vậy thì hôm nay, cha phá đi cái lệ của cha. Cha phá đi cái lệ của cha, cha nhớ bốn cái chữ yêu thương và cho không. Nếu như cha không dán bốn chữ đó là cha không phá lệ. Cha vẫn giữ yêu thương và cho không, không có lệ. Nhưng cha cảnh báo tất cả những người bệnh sai với cha một cái chấm, một cái phẩy thôi là cha đuổi tại chỗ. Vì cha không có muốn đi sai. Con nói như vậy ông có đồng ý không? Ông có đồng ý không? Đồng ý. Phải đồng ý mới được. Bởi vì cuộc sống mà bây giờ nó hư thối hết rồi. Mong là có một người sống khuôn mẫu. Ông công nhận không? Phải có một người đi theo khuôn mẫu để cứu lại. Chứ bây giờ nó hư thối hết rồi. Bây giờ rõ ràng bà này bà sai, cha không cho bà ý kiến, bà sai hoàn toàn hết. Mà đối với ông cha mà còn gạt gẫm được, thì đối với người thế gian mà coi là gì? Bà nghĩ cái đâu có nghĩ được con. Cha cho bà tới đây, cho mở cửa cho bà, thì mọi cái khó bà cứ nói với cha. Cha có cách cho giúp bà. Bây giờ bà qua mặt được cha, thì thế gian này có ai bà còn không qua mặt được. Đúng không? Mấy bà đồng ý không? Đồng ý. Vậy mấy bà có đồng ý tha thứ cho bà không? Đồng ý rồi. Vậy thì bây giờ viết lại một cái đơn người nuôi bệnh và người bệnh. Bà ký, con ký, cha ký, chú Năm ký. Ký để giúp bà nha. Viết lại cái nội dung đó, nhưng mà bao nhiêu người ký? Một cái giấy cam kết, một cái giấy xin chữa bệnh nha. Rồi tất cả mọi người ký vô, mọi người đây làm chứng cho cha nha. Lỡ bà chết một cái là cha đi ở tù, con nghĩ khó cho cha không? Câu sống không ai cầm cả, trong ngã thiếu gì kẻ cầm giá. Bây giờ mình đâu có biết bà này là người dưng nước lã gì với bà đây. Lần đầu tiên tôi tin bà, lần thứ hai bà làm như thế làm sao tôi tin nổi đây. Nhưng mà cha phải dùng cái lòng từ bi của cha để cho độ bà tiếp, cho tha cho bà tiếp. Nếu bà nhốt cha trong tù, cha vui vẻ ở tù bởi bà con chiên của cha. Cha chấp nhận cha đi ở tù vì con chiên của mình nó nhốt mình. Đúng không? Nhưng mà cha nhất định đức độ của bà không dễ nhốt được cha đâu. Phải không? Cha cứu bà mà bà nhốt cha thì được cuộc đời của bà đâu có tốt lành gì. Không nè. Nhưng mà cha sẽ tha cho bà một lần, cha nói lời một lần nữa. Cha là người đi tu. Nếu cái điều cha sai là cha đã khùng cha mới sai. Cha khùng lên rồi cha mới sai. Còn cái điều cha đang nói đây là cha không thể sai, cha đang kiểm soát cha được mà. Cha kiểm soát cha từ lời nói đến việc làm. Bây giờ ai là người thấy thì rõ nhất cái đời sống của cha, việc làm của cha, lời nói của cha là chú Năm Phụng, trưởng ban nhân dân ấp Dùng Lớn, đại diện chính quyền địa phương. Anh Tám là nguyên chủ tịch chữ thập đỏ. Hai người này là chính quyền đã từng kiểm soát cha bao nhiêu năm. Anh Tám đồng ý không? Chú Năm đồng ý không? Đã từng kiểm soát cha bao nhiêu năm, từ lời nói đến việc làm của cha. Và cha kiểm soát lời nói việc làm của cha. Cha không chịu đi sai. Nhưng khi nào cha sai là tâm trí cha không còn nữa. Cho nên cha ai mà trật với cha một cái là cha khó chịu dữ lắm. Nha. Rồi như vậy là thầy Thanh làm một lệ, một bộ hồ sơ cho bà nha. Rồi có cha ký, có thầy ký, có bà ký, có bà ký, có chú Năm ký nha. Thì chú Năm là ông là nhà trọ nữa, ông ký vô nha. Rồi thôi bây giờ cha mời ba người này về chỗ nha. Chúc ông Tây Đức khỏe, chúc bà Tây Ban Nha ấy, Tây Lan khỏe nha. Rồi bây giờ cha nói cho con nghe nè, hôm nay cha tuyên bố với con rằng con đã hết ung thư ha. Dầu sao đi nữa thì là con hãy nhớ là cái thân của con, cái xác của con đã được lộm lại. Hồi nãy cha kể câu chuyện cho bà này nghe là cha muốn nói với con là như thế đó. Nếu con đủ trí thì tự động con sẽ có cách sống. Còn nếu con thiếu trí thì cha cũng dạy con luôn. Chứ bây giờ mà nói nhiều quá nó mệt con ha. Nói nhiều quá nó mệt mà. Con cũng già mà cha cũng già. Con rất hiểu, con rất hiểu. Phải không? Con già, cha già rồi. Cha đâu còn thời gian nói với con nữa, vì cha đã già rồi. Cha không còn thời gian để nói thêm với con, dạy dỗ con hay nhắn nhủ con điều gì nữa. Cha hết thời gian đó rồi. Thì cha mong rằng cái lời cha nói hôm nay sẽ vĩnh viễn cha và con không gặp nhau nữa. Vì con ở Mỹ, cha Việt Nam là nửa vòng trái đất. Ở bển con có chết, có sống, có gì đó cha đâu có biết.
Còn ở Việt Nam cha chết cha sống gì đó con đâu có biết. Biết rồi cha. Thôi thì biết con biết. Thôi thì cái đời sống của con cha đã dạy hết những gì cha có thể làm cho con được. Cha đã làm hết những gì đến mức độ mà tử thần nó lấy mạng sống con đi, cho bạc cho nó một tay cha lôi con trở lại rồi đó. Thì cha đã làm coi như trên đời này không ai làm cho con được chuyện đó. Mà cha và quý thầy đã làm cho con được chuyện đó. Vậy thì cha và quý thầy không thể làm thêm điều gì hơn cho con được nữa. Đúng không các ông? Không thể làm thêm cho con được điều gì hơn. Vậy thì khúc còn lại thì tự con tìm cách con sống. Nha. Con ở ngoài biển cả Thái Bình Dương, con chơi dơi có một mình, một phút sau là con ngộp nước con chết. Cha và quý thầy kéo con vô trong bờ, cho con tỉnh lại, khỏe mạnh lại, sống với vợ con. Thì nếu con mà ở ngoài biển nữa thì thôi chết đi. Không nè, con đừng ở ngoài biển nữa nha. Con ở ngoài biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương cha đã lôi vô rồi. Rửa chân, rửa cẳng, chữa lành hết rồi. Ông này cũng vậy. Ha, con nhớ nha. Cha đã rước ba con từ ngoài biển rước vô rồi. Đã làm cho ba con không còn gì nữa. Bây giờ sống với vợ với con cho vui. Nhớ ăn cái thức ăn tiêu hóa. Chứ đừng ăn thức ăn không tiêu hóa. Cơ thể mình nó phạt mình rồi. Thì ăn cháo nano mình mới tiêu hóa. Còn ăn tầm bậy tầm bạ nó không tiêu hóa rồi chết. Lúc đó nhớ lại lời của cha và các thầy thì đã muộn rồi. Khi hiểu ra đã muộn màng rồi. Khi hiểu ra chết cả cuộc đời, còn gì đâu mà ở Mỹ với vợ với con. Ước mộng chung đôi gì nữa. Không nè. Rồi, bây giờ cuối cùng thì cha xin hai ý kiến của anh Tám với chú Năm. Nha, dạ. Cuối cùng để ký tên cho ông ra viện ha. À, mà anh Tám nói vài câu thôi. Alo. Trước kính thưa cha Tường, thưa tất cả các cái ban là diễn trận dùng ba chính quyền cũng tất cả bệnh nhân có mặt hôm nay, thì riêng Tám thì được đến dự trong cái buổi đấy là đưa cho anh Hải ra viện, thì phải nói một cái điều rất quý là trước nhất thì được cũng là sự là linh mục cha Phaero Nguyễn Tường nhận bệnh, hai nữa là các thầy là chu đáo để trị bệnh, thứ ba nữa là bệnh nhân là anh Hải đã tuân theo phác đồ của các thầy chỉ bảo cho đến ngày nay, thì thấy bệnh nhân của anh Hải được các bệnh viện lớn là chuyển đi thì rất là khỏe khoắn, được ngay ra viện thì đó là một điều tốt. Thì bên cạnh đó thì không gì hơn, bữa nay ra thì Tám cũng rất là trước là nhắc nhở cho là anh Hải chúng ta vì sức khỏe, vì chúng ta nãy rồi cha Phaero đã có nói về ra biển cả thì cái đó một cái nghĩa rất là sâu xa lắm rồi, thì chúng ta hãy nhớ câu đó thì chúng ta sẽ hiểu biết là vừa ra ở biển cả mà đem vô, mà nếu chúng ta mà không giữ lại cái được cái chân đó mà chúng ta tiếp tục ra biển cả nữa thì chắc có thể chúng ta chìm đuối. Thì câu nói là rất là chúng ta hiểu rất là sâu sắc về cái cuộc đời còn lại. Thì là không gì hơn, ngày trước là cũng là chúc mừng anh Hải, sau cũng là để là anh Hải cũng tiếp tục trở về đất Mỹ, chúng ta cùng nhau chúng ta góp sức để làm việc bác ái, công mình bác ái cho cái bản thân mình và cho xã hội, rồi dạy con em chúng ta tiếp tục làm việc nhân nghĩa bác ái, đó một điều là cuộc đời của chúng ta rất tốt. Thì nhân dịp này Tám cũng nhắc lại tất cả bệnh nhân còn hiện đang còn là trong cái dòng mà chưa được ra viện nữa, thì hãy bây giờ là tiếp tục giữ vững cái phác đồ của các thầy lương y. Thì một ngày gần đây chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ phải ra viện thôi, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái tâm quyết, chúng ta là tin tưởng. Thật sự mà nói, nếu chúng ta tin phải có thì tất nhiên là chúng ta phải tin rồi. Tuy nhiên chúng ta không có thấy là cái di tâm, đây là làm cái thực tế không phải di tâm, nhưng chúng ta phải có một cái di tâm, tức là đây là cái Chúa hoặc là trời đất, ông bà ở chỗ này, thì chúng ta phải cầu nguyện, tin tưởng thì phải có. Thì bữa nay cũng nhờ nhân dịp thì trước rồi sau là thôi Tám cũng có đôi lời trước là cũng xin là trước là chúc là cha Tường sức khỏe để tiếp tục để lo cái cống hiến trong cái việc mà để làm việc cái tình yêu thương cho không hai cửa các là thầy lương y cùng chính quyền tất cả bà con hôm nay được nhiều sức khỏe, chúc là bình an. Xin em muốn hỏi một ý kiến trong gia đình của anh Hải hôm nay mọi người đi có ai có ý kiến gì không?
chưa ăn chay được mà nói gì. Dạ ăn chay con cũng từ từ ăn chay ra. Con nói đi. Dạ kính thưa cha Nguyễn Văn Tường Piero, kính thưa các thầy ở đây và kính thưa các anh chị em có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Con là em của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Hải, nay được cha cho xuất viện. Thì trước tiên thì con đại diện cho gia đình cảm tạ cái tình cảm của cha cùng với lại các thầy ở đây đã cưu mang người anh bệnh nhân của con trong suốt 2 tháng mấy nay để cứu chữa anh con tới ngày hôm nay là coi như hoàn toàn hết bệnh. Coi như cho anh của con là mang một cái chứng bệnh nan y rất là coi như là ở Mỹ đã coi như là đã chạy rồi đó, là coi như anh con là từ cái chết trở về giống như cha Tường và các thầy đã tái sinh lại anh con lần nữa. Thì nay trên tinh thần là trong gia đình thì con không biết gì hơn thì con kính chúc cha và các thầy ở đây được nhiều sức khỏe và tiếp tục cái sự nghiệp của cha là yêu thương cho không để cứu những bệnh nhân có cái nan y ngặt nghèo, ung thư ngặt nghèo trong tất cả nước Việt Nam này cũng như là ở trên hải ngoại được thoát được cái cảnh mà chết. Con nói ngắn gọn vậy thôi. Thì thôi thay là lời của gia đình thì con xin cảm tạ ở nơi đây một cái thành lòng thành kính nhất của con, của gia đình con đến cha và các thầy. Xin hết. Sáng nay cha nói giờ anh con nguyên tắc là cha không cứu anh con. Thứ nhất là anh con không có quốc tịch Mỹ nha. Thứ hai là khi ông đến với cha rồi là ông có thẻ xanh thôi, nhưng mà cha vẫn phá cái luật của cha để cha cứu ông. Cha bắt ổng là phải con ông nó là in cái bát bo rồi viết cái giấy chứng nhận vô là cha tôi nếu chết tôi không làm khó cha được, đúng không? Và cha đã xúi ổng đi cho bằng được. Ngày mai mày phải ghé tao, mày ở mày ngủ lại đây đi, mai mày về, chứ mày về Cần Thơ mai mày lên nữa, đúng không? Cha có nói đúng không? Có nghĩa là ông này ông cũng có một duyên phận gì để cứu ổng nha. Thì thôi thì cha cảm ơn Chúa cho ông nha. Nhưng ngày hôm qua cha mới làm được cái luật mới, cha ban hành luật mới là Mỹ là Donald Trump dắt về, Pháp là Tổng thống Pháp dắt về, Tân Tây Lan là Tổng thống Tân Tây Lan dắt về. Ngày hôm qua cha đã làm luật rồi. Mà quân vô hí ngôn, cha nói là không thay lời. Cha đã nói rồi là nói rồi đó. Bắt đầu từ hôm nay trở đi là Mỹ là Donald Trump dắt về, không ấy đi chết. Nhìn cái mặt của cha nè, gạt gẫm cha không chịu. Cha không chịu cái cách thức gạt gẫm cha. Thằng Donald, ông tổng thống đó ông dắt về thì con ông mới không cãi, nó mới sống thật. Chứ còn nếu mà nó chui được về đây nó vẫn gạt gẫm mình như thường. Qua cái bà Tân Tây Lan này, qua cho ban hành luật mới là Mỹ là tổng thống Mỹ dắt về, Pháp là tổng thống Pháp dắt về thôi. Cái thằng mà chủ tịch tiểu bang không được, tổng thống dắt về cho mới chịu. Đó là luật cha ban hành rồi đó. Và khi cha đã nói điều đó là vĩnh viễn thực hành điều đó. Cha đâu có ở không mà cha chữa trị cho con nữa. Con nói láo nói dốc cha vậy. Cha không chấp nhận điều đó, đúng không? Cha không chấp nhận điều đó nữa. Cha không có thật. Đó là cha từ bi với con, là tổng thống dắt về là cha từ bi đó. Còn nếu cha không chữa được không? Cha không chữa có nghĩa là con làm gì được cha? Còn nếu ở Việt Nam mà làm khó cha là thủ tướng dắt về, cha dẹp hết mấy thằng thập đỏ cha không cho dắt về. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dắt về. Cha nói hôm nay chứ ngày mai nó lên trên mạng ngồi trên đó. Chứ không phải cha nói đây là cha không quay phim đi rồi đưa lên mạng. Cha đâu, cha là người tu người hành, cha đâu có không mà cha đi làm mọi cho con rồi con nhốt cha vô tù. Đâu có cái chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay trở đi cho ban hành rồi, chiều tối qua vào lúc 5 giờ chiều ở trần ban hành luật. Được không? Bận quần cục ở trần ban hành luật. Bên cạnh cái nhà lá của cha đó, bên cạnh đám thuốc ban hành luật. Giống như Donald Trump vậy đó, Obama vậy đó. Ngồi ở bên Nhà Trắng ban hành luật, cha ngồi ở trong cái chòi lá, bận quần cục ở trần bên cạnh đám thuốc ban hành luật. Donald Trump dắt vậy.
ai làm gì được chứ. Còn nếu mà Việt Nam lộn xộn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dắt gì? Cha đâu có trách nhiệm với ai đâu. Chú Năm công nhận không? Anh Tám công nhận không? Cha đâu có trách nhiệm với ai đâu mà làm khó cha như vậy. Cha tu hành mà đi cứ ngàn người này đến làm khó, người kia đến làm khó, chờ xích cổ cha vô tù. Cha tội gì mà phải rình xích cổ cha vậy? Đâu có chuyện này trên đời. Sống ngược ngạo như vậy cha đâu chịu. Bận quần cục ở trần, ngồi trong chòi lá bên cạnh đám thuốc ban hành luật. Xong rồi đó nha, đó luật đó ban hành rồi, nay nhắc lại thôi chứ luật đó ban hành rồi. Vậy là đời của con là đời cuối cùng. Mỹ mà được về đây chữa bệnh là phải tổng thống Mỹ chắc vậy. Cha đã nói xong rồi, cha không rút lời đâu. Quân vô hí ngôn, điều cha đã ký là đã ký, điều cha đã giết là đã giết, điều cha đã nói là đã nói, chứ cha không có thay lời. Rồi bây giờ mời hai ông lên ký tên, rồi sau đó chú Năm trao giấy này rồi chú Năm tặng cho ông vài lời nhé. Mời anh Tám lên đi. Xong xuôi rồi cha nói với con là như vậy đó, là cha ban hành luật rồi, bên cạnh nhà lá ở quận cục ở trần ban hành luật. Đâu nhất thiết khoa mà áo mới ban hành luật con. Bận cục ở trần nói mạnh hơn. Lấy cái mộc lên này. Chưa ký cho con gái nha, ký cho con gái này. Thằng Mỹ sao về là phải tổng thống Mỹ dắt về nha. Nó nói rồi đó. Ký cho mày nửa trang tập luôn. Tức quá trời. Tức cái vụ mà gạt cẩm cha đó. Cha là người tu chú Đông. Cha là người tu mà gạt cẩm cha chứ không chịu đâu. Chứ khó chịu dữ lắm. Cha có ăn uống gì được trong này đâu nè. Được rồi con, bây giờ con nói với cha lời sau cùng. Ừ. Trước khi con đến đây là cũng có duyên phận của con đối với cha rất là nhiều. Tại vì những lời nói của cha vừa rồi đó, là con không có cái gì để chứng minh con là người ở Mỹ. Mà con cũng không có đem bộ hồ sơ bên đó về đây. Nhưng mà tại sao cha đã chỉ cho con đã cũng có thủ thủy chị năm ở trong nhà. Nó đây là cái duyên rất là lớn của con được cha nhận chỉ. Thì như ngày hôm nay thì cha nói là con là người cuối cùng của đất nước của Mỹ. Đất nước Mỹ. Vậy thì con cũng không biết nói sao hơn là gì. Cha thì yêu thương cho con. Đúng rồi. Mà cha đã lo cho tất cả mọi người, mà tại sao mọi người không nghĩ về cha mà cứ làm khó cho cha, thì điều đó nó còn rất đau lòng. Cha nghe tới đây được rồi, bây giờ ông Năm sẽ nói gì với ông nè. Đó. Thôi, bắt tay thế. Từ giả chắc là mai mốt không gặp lại ha. Tức là gặp công chuyện. Con Duyên sẽ gặp, con Duyên sẽ gặp. Thôi đừng có Duyên nữa. Không, mình lên điều dẫn đến thăm. Gặp cái điện thoại được rồi, điện thoại ha. Thôi giờ là mấy thời gian là ở nhà tôi cũng ngắn ngủi, mà nhất là mấy giờ này trên một tường cũng là giới thiệu, tức là tôi cũng đại diện trong cái ban chính quyền, thì mà nhất là trong thời gian là chú ở nhà tôi trong vòng là 2 tháng mấy, trong quá trình thì hai anh em cũng có tâm tình, mà chú thì đúng là có duyên. Xê xích chút nữa thì cái lệnh của ông là mặc quần cục mà ông ra cái lệnh này quá trời rồi ha. Không có ở trần nữa. Thì thôi cái duyên này thì chú ráng cố gắng từ đây tới sau rồi cũng theo cái phác đồ, thì tư tưởng mình nó là sao như là chờ tường nó đúng, xê một ly thì nó thì đi ngàn dặm, mà tức là bây giờ làm người thì phải là giữ cái uy tín, nhất là cái chuyện giữ uy tín. Mà đây là cũng bài học của chị Tân Thị Lan. Chị rõ ràng, chị nãy tôi cũng nói là chị vô tình, mà vô tình đó là thiệt hại. Từ cái chỗ là chị vô tình mà thiệt hại là cái này là dùng từ nông dân thôi, báo cho những người đi sau, phải không? Thì cái chuyện đó chị nên nghiên cứu lại,
mà chị được là coi như là làm hồ sơ, ráng cố gắng là trị. Còn ở đây cũng là tôi cũng nhắn nhủ mọi người, tức là cũng là nuôi dưỡng theo là chú Hải đây. Chú Hải đặc biệt là theo các đồ đó, thành ra thời gian rất ngắn. Được rồi, theo cử chỉ tôi ở nhà trọ, mặc dầu tôi không đến trực tiếp hàng ngày, chứ tôi theo dõi từng người hết trơn. Nấu cháo làm sao tôi cũng cách nấu cháo sao, nhất là cái người nuôi phải nhiệt tình. Nhiệt tình với cái người bệnh ta đã là dần dần có những đau vất vả rồi, cái người nuôi phải đang cố gắng chiều cái người bệnh như thế nào, hoặc là nấu cháo phải đang cố gắng như thế nào. Ở đây tôi nhắn nhủ với những người còn lại nha, thì thấy chú là Hải đã được gọi là phục sinh, tức là coi như là từ cõi giác trở về thường nước ngoài á, án tử hình đã xóa rồi ha. Rồi thì rồi cũng bây giờ cố gắng, tôi không biết nói gì hơn, thì là con chú gái ha, chắc từ giả rồi mới mốt, không ăn gắng cố gắng về sống nha, sống gắng cố gắng sống tốt được rồi. Rồi đây là giấy quyết định cho con hết bệnh nha. Còn cái bộ hồ sơ này thầy Thanh sẽ có trách nhiệm photo lại giao cho con sau, thì cũng trong vòng tích tắc một tiếng hồ nữa sẽ giao nha. Rồi cha đã nói vậy hết lời nè, thôi xin mọi người đứng lên đọc kinh nha. Nếu nhân cha và con và thánh thần amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Đại Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội gặp nhau để chia sẻ với nhau về cái tâm tình chân thật mỗi người móc ra từ đáy lòng của mình để nói chuyện với nhau. Con thật sự con cũng chưa thấy những cái cuộc nói chuyện nào mà gần gũi như là những cái cuộc nói chuyện chữa bệnh ung thư như vậy. Mỗi người được trải lòng mình ra, môi trái tim của mình ra để nói. Thì con hy vọng một lần gặp nhau như vậy thì mọi người sẽ nhớ nhau và sẽ dạy cho mình, bản thân mình sẽ dạy lại cho mình. Cha nhắc nhở như vậy, ông trưởng ấp nhắc nhở như vậy, ông chủ tịch nhắc nhở như vậy, người bệnh nhắc nhở như vậy. Thì cha nghĩ rằng mỗi một cuộc trò chuyện này nó mất giờ thì, nhưng mà nó giá trị dữ lắm. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có thời gian để ngồi nói chuyện, để chúng con sửa mình. Con trở về miền đất tái sinh, con trở về đường chính lý quang minh. Con đi trên đường rất là cô đơn, nhưng mà đến đây là đến bến bờ yêu thương. Chúa đã cứu con, lôi con ra khỏi biển cả Thái Bình Dương để cho con trở về một cuộc sống mới. Chúng con cảm ơn Chúa, đó là hồng phúc mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình yên. Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Rồi, thôi xin cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Chúa Năm, cảm ơn đây là cái chương trình chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người trên 196 quốc gia, chứ không chữa riêng cho người Công giáo hay là người Phật giáo. Nhưng tất cả những người thuộc các tôn giáo khác thì chủ tịch chữ thập đỏ xã dắt về. Thế và sau đây thì chúng tôi sẽ bàn tất cả những phần biên bản của cái hội thảo hôm nay. Thì tất cả các nhà khoa học đã rất là nhiệt tâm, các nhà khoa học đã ký ủng hộ hết tất cả các yêu cầu của các chú rồi, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái thắng lợi lớn nhất. Thế còn tôi cũng xin đọc qua là cái biên bản thế này. Biên bản ghi nhớ hôm nay ngày 02 tháng 12 năm 2018 tại phòng hết trình tại phòng 22 hội thảo trường trung tâm hội thảo quốc tế hội trường cán bộ hội nông dân ngõ 4 Phương Dương Khuê, phường Mai Dịch, Hà Nội, quận Cầu Giấy khoảng lúc 8:30 diễn ra cuộc hội thảo gồm 30 nhà khoa học và các thành viên khác đã đến nghiên cứu và chia sẻ trao đổi về điều trị ung thư giai đoạn cuối của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Đường và các cộng sự tỉnh Trà Vinh. Chủ trì hội thảo đồng chí Trần Xuân Tư, nguyên chủ tịch hay là chủ tịch hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ 1 2013 2018, người báo cáo nhà nghiên cứu thực nghiệm đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Đường, thư ký bác sĩ Đông Y, chủ tịch hội diện Trần Mỹ tại Việt Nam là bác sĩ Đồng. Các nội dung đã được trao đổi như sau: một, nguồn gốc phát bệnh ung thư; a, lý do ngoại tại; b, lý do nội tại; hai là công nghệ nano theo khoa học là gì, tại sao chúng ta phải
dùng lượng từ nano. 3. Chúng ta phải đối phó với tế bào siêu độc ung thư bằng cách nào? Cháo nano được dược thảo nano từ các cái giải pháp khác. Sau khi nghe báo cáo của nhà nghiên cứu và thực nghiệm thành công đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối, tăng cường các nhà khoa học đầu ngành đã chia sẻ bàn đạo trao đổi rút ra những vấn đề cơ bản sau đây. 1. Cách tiếp cận vấn đề ung thư và điều trị ung thư. Do vậy cần phải tìm cách điều trị duy trì quân bình âm dương trong cơ thể, tức là đây chúng thường có nói với lại tôi thế này, tức là đề nghị tất cả những người tham dự hội thảo hôm nay, nếu mà trường hợp ai có những người thân hoặc là những người đang bị bệnh ung thư dạng đấy thì cứ làm được thế này chúng thường sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ miễn phí. Nên tôi nghĩ là cái đó là một cái lớn làm nhất. Cái thứ hai là hướng nghiên cứu và những giải pháp để đạt được những mục tiêu đề ra. Cái tổ làm thứ nhất là hợp tác cùng nghiên cứu và điều trị, tức là chúng ta hợp tác với nhau chia sẻ. Hai là hỗ trợ về mặt dược thảo khi cần thiết, đấy ví dụ như anh Sáng là những cái nơi mà cũng trùng về các cái thuốc về đông y, thế thì có thể hợp tác tiếp với này cũng được, và chỗ anh Vinh và vân vân, tức là nhiều người khác nữa, để trao đổi thường xuyên với nhau và với các nhà khoa học về ung thư và chúng thường để làm sao chúng ta cộng đồng lao động sáng tạo. 4 là bảo vệ những cái quan điểm mà chúng ta đã thống nhất với nhau chương trình chia sẻ hôm nay, thế mà tin tưởng nhau để giúp cho đất nước phát triển thành công về phía trước bệnh ung thư này.